Còn những người mà cứu trợ động vật ấy, thì đương nhiên đó là điều tốt nha. Nhưng mà mình còn phải coi coi là những người cứu trợ đó họ có trí hay là họ không có trí. Thường thì những người cứu trợ họ chỉ cứu trợ do cái yêu thích cá nhân của họ thôi và do cái quan điểm cá nhân của họ. Đương nhiên thì nó vẫn là cái điều nên làm. Nhưng mà như vậy nè, có những người họ nuôi chim ấy và họ nói rằng nếu như mà mình thả chim ra thì nó sẽ không có biết ăn và nó sẽ chết, và ở đây là họ cung cấp cái chỗ ăn, chỗ ở cho con chim. Họ ví dụ giống như là cái đứa con nít ấy thì nó không ý thức được cái gì nên làm và không nên làm, cho nên là người lớn phải hạn chế nó. Sư không đồng ý. Tại vì cái đó nó chỉ ứng dụng cho những con vật mà ví dụ như nó còn nhỏ, hoặc là nó bị thương, thì như vậy nó không có khả năng tự kiếm sống. Thì như vậy quý vị có thể nuôi nó, nhưng mà khi nó đủ trưởng thành ấy và nó khỏe mạnh thì nó có quyền tự quyết định cái cuộc sống của nó. Thỉnh thoảng thì trong chùa Nam Tông cũng có những cái con chim mà nó bị thương hoặc là bị như thế nào đó, nó không tự bay được. Và sư thì sợ là nó, thậm chí các sư ở chùa sợ nó cứ đi ở dưới đất ấy thì con chó hoặc con mèo bắt tụi nó. Cho nên là để nó vào ở trong một nơi để có thể tránh con chó, con mèo ăn nó và có thể nuôi con đó cho nó khỏe. Nhưng mà vấn đề như thế này, các sư khi mà bỏ vào cái chỗ đi nuôi ấy không có đóng cửa, thậm chí có thể bỏ vào trong cái thùng và không có đậy nắp. Như vậy khi mà con chim nó khỏe, nó có thể tự nó bay đi. Khi nó không bay được thì nó cứ ở trong đó, và nó bay được thì nó tự nó bay đi. Như vậy mình không hạn chế gì nó ha. Cho nên ngay cả cái chuyện cứu trợ thì cũng phải biết suy nghĩ. Còn cái việc mà đương nhiên là xây cái trạm bảo vệ động vật á, thì không có đi sai, nhưng mà quý vị nên hiểu là mình chỉ nuôi bảo vệ tụi nó thì được, chứ còn không có nên hạn chế tự do của tụi nó. Vì bản thân cái việc hạn chế tự do của tụi nó là mình đang nhốt nó, và bản cái chuyện mà nhốt nó đó là nó không phải là nghiệp thiện nha.